Công ty Golden Health hân hạnh giới thiệu sản phẩm Full Golden, chiết xuất từ tảo nâu được sản xuất tại Úc, có khả năng hỗ trợ quá trình điều trị ung thư, giảm tác dụng phụ của những lần hóa trị hoặc xạ trị. Ngoài ra, Full Golden cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào tủy xương, giúp tăng cường hệ thống miễn nhiễm, chống hình thành khối u và chống oxy hóa, đồng thời cũng giúp nâng cao sức khỏe toàn diện của cơ thể và giúp làn da được mịn màng, tươi trẻ. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Vietfay TV qua số 0452 067 535 hoặc email vieftv2022@gmail.com. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt TV, những ưu đãi về thuế với các tài khoản hưu bổng đang làm gia tăng sự bất bình đẳng trong xã hội, theo các chuyên gia. Trong khi đó, công ty tài chính AMP xác nhận thế hệ Baby Boomer không muốn hy sinh tài sản cho con cái của mình, mặc dầu đây là thế hệ giàu nhất nước Úc hiện nay. Trong lĩnh vực truyền thông, tỷ lệ phụ nữ muốn rời khỏi ngành đang ở mức cao nhất trong 3 năm. Tại Victoria, nguy cơ những kẻ lừa đảo đang nhắm vào các thẻ Mickey chưa đăng ký để lừa tiền. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Việt TV Australia. Tin đời sống xã hội, nhượng bộ về thuế hưu bổng sẽ càng làm gia tăng bất bình đẳng về giới tính và thu nhập. Viện Nghiên cứu Úc Châu, tức là The Australian Institute, vừa thực hiện một cuộc nghiên cứu về đời sống của các hưu viên tại Úc. Kết quả cho thấy, những ưu đãi về mức thuế hưu bổng đang làm gia tăng sự bất bình đẳng về giới tính cũng như bất bình đẳng về thu nhập giữa các thế hệ tại Úc. Theo nghiên cứu của Australia Institute, những ưu đãi về thuế khóa sẽ được trao cho những người tự nguyện đóng góp vào quỹ hưu bổng của chính họ, sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho những người có thu nhập cao, trong khi những người có thu nhập thấp sẽ ngày càng nghèo hơn. Kinh tế gia trưởng của Australia Institute, ông Greg Jericho cho biết, hệ thống giảm thuế hưu bổng hiện tại sẽ sớm vượt xa chi phí lương hưu và cuối cùng khiến những người có thu nhập thấp, đặc biệt là giới phụ nữ, cùng với các chủ doanh nghiệp nhỏ rơi vào cảnh khó khăn. Ông Jericho cho rằng, những ưu đãi về thuế hưu bổng đã được áp dụng tại Úc từ những năm 80 và 90, cần phải có sự thay đổi. Nếu không thì khoảng cách giữa những người nghỉ hưu trong nghèo khó và những người nghỉ hưu giàu có sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Ông Jericho cho rằng, thật là vô lý khi chính phủ phải trả nhiều tiền hơn để cung cấp phúc lợi cho người giàu có so với việc cung cấp phúc lợi cho những người có thu nhập trung bình thấp. Điều này cho thấy hệ thống thuế tại Úc thật sự đã bị thất bại khi các yếu tố khác như cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và dân số già ở Úc đang xuất hiện. Cũng tin đời sống xã hội, thế hệ Baby Boomers không muốn giúp đỡ thế hệ trẻ đang gặp khó khăn. Hầu hết những người thuộc thế hệ Baby Boomers, tức là những người sinh sau Thế chiến thứ hai tại Úc đều cho rằng thế hệ trẻ hiện nay gặp nhiều khó khăn hơn họ, nhưng họ không muốn giúp đỡ nếu sự giúp đỡ này ảnh hưởng đến lối sống của chính mình. Đó là nghiên cứu của công ty tài chính AMP, qua đó cho thấy 80% người từ 65 tuổi trở lên nghĩ rằng con cái họ hiện đang phải đối mặt với những thách thức tài chính khó khăn hơn so với thời trẻ của thế hệ Baby Boomers trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở và chi phí sinh hoạt tăng cao. Tuy nhiên, 70% cho biết họ sẽ không sẵn lòng điều chỉnh lối sống để giúp con cái giải quyết những khó khăn trước mắt. Trong khi 3/4 số người trên 65 tuổi cho rằng việc truyền lại tài sản cho con cái là rất quan trọng. Giám đốc nghiên cứu thị trường của AMP, ông Ben Hillier cho biết, khi tình trạng khó khăn về nhà ở và áp lực chi phí sinh hoạt tăng lên, số người về hưu ngày càng tăng ở Úc phải đối mặt với một vấn đề nan giải, đó là làm cách nào để họ giúp đỡ con cái về mặt tài chính, đồng thời họ vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn thời gian nghỉ hưu, theo nghĩa là họ vẫn có đủ tài chính cho các chuyến nghỉ dưỡng. Cũng theo ông Ben Hillier, thì nghiên cứu cho thấy hình thức hỗ trợ phổ biến nhất mà những người về hưu sẵn sàng cung cấp đó là cho phép con cái họ sống cùng nhà lâu hơn. Nghiên cứu này được đưa ra sau khi một báo cáo khác của AMP cho biết, chỉ nhờ may mắn mà Baby Boomers, những người sinh từ năm 1946 đến năm 1964,
trở thành thế hệ giàu có nhất nước Úc. Theo cuộc điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2021, thì những người Úc trong độ tuổi từ 25 đến 39 có khả năng sở hữu nhà cao gấp 3 lần so với những người cùng tuổi vào năm 2021. Và đó là trước khi giá thuê nhà và giá nhà tăng vọt sau đại dịch. Trong khi cả nước đang khao khát nguồn cung nhà ở để giúp chống lại cuộc khủng hoảng đó, nghiên cứu của AMP cho thấy 80% những người trên 65 tuổi có mối quan hệ quá gắn bó với ngôi nhà của gia đình, nên họ không thể cân nhắc việc thu hẹp quy mô. Hay nói một cách khác, họ không sẵn sàng bán nhà để giúp đỡ con cái. Tiếp tục tin đời sống xã hội, phụ nữ làm việc trong lĩnh vực truyền thông đang có tỷ lệ không hài lòng với sự nghiệp cao nhất trong 3 năm qua. Một nghiên cứu mới của công ty truyền thông Media Diversity cho thấy, phần lớn phụ nữ đang làm việc trong lĩnh vực truyền thông Úc hiện không hài lòng với sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ và hơn 1/3 đang nghĩ đến việc rời bỏ công việc của mình. Theo báo cáo chuyên sâu về phụ nữ trong lĩnh vực truyền thông năm 2024, thì khát vọng nghề nghiệp đang lùi bước xung quanh tình trạng bất bình đẳng về lương bổng cũng như sự thiếu hụt cơ hội phát triển nghề nghiệp. Trong số những phụ nữ muốn rời khỏi ngành, bao gồm cả những chuyên gia cấp cao và những lãnh đạo nữ. Báo cáo được đưa ra vào thời điểm Nine Entertainment đang phải đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng về bắt nạt và quấy rối tình dục trên mạng. Và một cuộc khảo sát nội bộ của ABC đã cho thấy 13% tổng số người được hỏi trong bộ phận tin tức đã từng bị quấy rối tình dục trong 2 năm qua và 33% trong số đó đã từng bị quấy rối tình dục trong 5 năm qua. Một nữ phóng viên giấu tên cho biết những phát hiện này hiện ở mức cao nhất trong 3 năm. Theo người phóng viên này, thì luôn có rất nhiều cuộc tranh luận giữa các nữ phóng viên về việc luôn có những người đàn ông rất tầm thường được thăng, trong khi phụ nữ, mặc dầu cố gắng rất nhiều, vẫn đứng sau những người đàn ông bình thường này. Giám đốc điều hành của Media Diversity Mariam Versades nói rằng, sự không hài lòng của phụ nữ có nền văn hóa đa dạng trong lĩnh vực truyền thông, thậm chí còn phức tạp hơn do họ gặp phải nhiều bất lợi và các vấn đề mang tính hệ thống. Năm ngoái, Tổng nhà thống kê ABS cũng đã tiết lộ rằng trung bình phụ nữ Úc kiếm được ít hơn nam giới 267 đô la mỗi tuần. Nhưng đối với phụ nữ làm việc trong ngành truyền thông thì khoảng cách lương đó thậm chí còn cao hơn, ở mức 409 đô la mỗi tuần. Theo báo cáo, mức độ không hài lòng và không chắc chắn về phát triển nghề nghiệp trong ngành này đang ở mức cao nhất trong 3 năm, ở mức 57%. Con số này tăng 13% từ năm 2023 và 3% từ năm 2022. Cũng theo nghiên cứu này, thì bất bình đẳng về lương và thiếu cơ hội thăng tiến được cho là những lý do khiến phụ nữ cân nhắc rời bỏ công việc của mình, từ đó cản trở sự thăng tiến trong sự nghiệp của phụ nữ lên các vị trí quản lý và lãnh đạo. Dữ liệu trong báo cáo này cũng cho thấy phụ nữ chiếm 53% lực lượng lao động trong ngành ở giai đoạn đầu khởi nghiệp, nhưng tỷ lệ này giảm dần xuống còn 29% ở các vị trí cấp cao nhất. Sau đây là tin từ Victoria. Những kẻ lừa đảo đang lợi dụng thẻ Mickey chưa đăng ký để được hoàn tiền. Bộ Giao thông Công cộng Victoria, gọi tắt là PTV, cho biết những kẻ lừa đảo đang sử dụng một phương thức mới để truy cập vào thẻ thanh toán Mickey và đánh cắp tiền từ những người đi làm ở Victoria. PTV, công ty điều hành xe lửa, xe điện và xe bus trên toàn tiểu bang, đã sử dụng hệ thống thanh toán có tên Mickey, xác nhận với đài ABC rằng ít nhất 14 người đã bị những kẻ lừa đảo lấy tiền từ tài khoản Mickey của họ. Ông Daniel Bowen từ Hiệp hội Người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cho biết, những kẻ lừa đảo có thể khai thác lỗ hổng trong hệ thống đăng ký. Theo luật tại Victoria, thì PTV hiện cho phép hành khách đăng ký thẻ Mickey trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng dãy số gồm 15 chữ số được in trên mỗi thẻ. Tuy nhiên, rất nhiều người sử dụng thẻ Mickey không đăng ký, và có vẻ như điều này có thể khiến họ dễ bị lừa đảo hơn là những người xài thẻ có đăng ký. Hay nói một cách khác, việc đăng ký thẻ Mickey dường như có tác dụng ngăn chặn những kẻ lừa đảo lợi dụng kẽ hở của luật pháp. Mặc dù chỉ mới có một số ít trường hợp gian lận được báo cáo, thế nhưng ông Bowen đã kêu gọi chính phủ hành động khẩn cấp trước khi nó trở thành một vấn đề có quy mô rộng hơn. Theo đó, các thử nghiệm sẽ bắt đầu trong năm nay, để cho phép sử dụng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trên phương tiện giao thông công cộng ở Victoria, với việc chuyển đổi khỏi thẻ Mickey dự kiến sẽ mất đến 2 năm. Tin từ Perth,
một người đàn ông đã bị nhiễm tụ cầu vàng sau khi xăm hình. Một phụ nữ ở Perth đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về sức khỏe sau một hình xăm kỳ quái khiến chồng cô không thể đi lại hoặc nói chuyện và khiến da anh ta chuyển sang màu vàng. Celine McSweeney cho biết, chồng cô, ông Ben, đã mắc phải căn bệnh bí ẩn này sau khi thực hiện một số hình xăm tại một tiệm xăm có uy tín cao ở Perth. Sau khi xăm thì Ben đã không được khỏe và chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau đó, Ben không thể đi lại hay nói chuyện. Trong môi, bàn chân và mũi thì trở nên trắng bệch, còn da và mắt chuyển sang màu vàng. Nữ doanh nhân 28 tuổi cho biết, khi nhập viện, mức độ nhiễm trùng của chồng cô vẫn tiếp tục gia tăng và ngày thứ ba sau khi nhập viện, Ben đã có kết quả dương tính với tụ cầu vàng do hình xăm của mình. Tụ cầu vàng có tên khoa học là Staphylococcus aureus, có thể gây ra nhiều bệnh nhiễm trùng từ nhẹ đến nặng. Đây là một loại vi khuẩn phổ biến sống trên da và trong mũi của một số người và là bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất liên quan đến hình xăm. Mark Sweeney cho biết, may mắn là Ben đã bình phục hoàn toàn nhờ nỗ lực không mệt mỏi của các bác sĩ và y tá tại trung tâm y tế Fiona Stanley. Cô mô tả sự kiện này là một điều đau thương và là một điều mà cô sẽ không bao giờ quên. Sau cùng là tin sức khỏe đời sống, những nguyên nhân nào đang gây ra nhiều ca tử vong nhất cho người Úc? Dữ liệu vào năm 2022 ghi nhận, cứ 5 người Úc thì có 4 người mắc nhiều bệnh lý vào thời điểm qua đời và gần 1 phần 4 có 5 bệnh lý trở lên được ghi nhận. Đây là một trong những phát hiện quan trọng từ một phúc trình mới của Viện Y tế và Phúc lợi, gọi tắt là AIHW. Phúc trình này đã phân biệt 3 loại nguyên nhân gây tử vong: nguyên nhân căn bản, nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân góp phần. Nguyên nhân căn bản là tình trạng bắt đầu chuỗi sự kiện dẫn đến tử vong, chẳng hạn như mắc bệnh tim mạch vành, trong khi nguyên nhân trực tiếp là thứ trực tiếp gây ra tử vong, chẳng hạn như một cơn đau tim. Nguyên nhân góp phần là những yếu tố góp phần đáng kể vào chuỗi sự kiện dẫn đến tử vong nhưng không liên quan trực tiếp như bị cao huyết áp. Phúc trình cũng theo dõi xem 3 loại nguyên nhân này có thể trùng lặp như thế nào trong các trường hợp tử vong liên quan đến nhiều nguyên nhân. Vào năm 2022, có 5 nguyên nhân căn bản hàng đầu gây tử vong ở Úc là bệnh tim mạch vành, chiếm 20% số ca tử vong, trong khi chứng mất trí nhớ đứng thứ nhì với 18%, việc tăng huyết áp hoặc huyết áp cao đứng thứ ba với 12%, bệnh mạch máu não như đột quỵ đứng thứ tư với 11,5% và bệnh tiểu đường đứng thứ năm trong danh sách với 11,4%. Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp gây tử vong thường là viêm đường hô hấp dưới 8%, ngừng tim hoặc ngừng hô hấp 6,5%, nhiễm trùng huyết 6%, viêm phổi 4% hoặc tăng huyết áp 4%. Những nguyên nhân gây tử vong phổ biến nhất theo giới tính: những người dưới 55 tuổi có xu hướng tử vong vì các sự kiện bên ngoài như tai nạn và bạo lực, trong khi những người lớn tuổi chết vì bệnh mãn tính. Ngoài ra, những nguyên nhân hàng đầu liên quan đến tử vong đều có chung các yếu tố nguy cơ như sử dụng thuốc lá, huyết áp cao, thừa cân hoặc béo phì và chế độ ăn uống kém. Đây cũng là nguyên nhân gây ra tổng cộng 44% tổng số ca tử vong trong phúc trình này. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Việt TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 1 giờ trưa nay.